chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Đoàn kiều bào từ 23 quốc gia trên thế giới về dâng hương nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng, hoạt động thường niên nhằm khích lệ các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài kế tục các truyền thống tốt đẹp của cha ông. Cũng nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội đồng Hương tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống tại thành phố Tây Ninh. Đến dự buổi họp mặt có 120 thành viên gồm nhiều cựu du học sinh và các anh chị em từng lao động và làm việc tại châu Âu và khách mời từ các tỉnh thành phía Nam tham dự. Tại buổi họp mặt, đại diện Hội đồng Hương Tây Ninh tại châu Âu đã cảm ơn các anh chị em không chỉ ở Tây Ninh mà còn ở một số tỉnh thành lân cận đã đến dự buổi họp mặt. Dù các thành viên Hội đồng Hương đã về Việt Nam từ nhiều năm trước, nhưng những buổi họp mặt như thế này vẫn được đều đặn tổ chức hàng năm, là cơ hội để mọi người cùng ôn lại kỷ niệm lao động, học tập tại châu Âu. Buổi họp mặt đã diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, ẩm thực, mang đến không khí ấm áp, vui vẻ cho thành viên tham gia. Vâng, và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!